Bây giờ tôi sẽ bước ra khỏi căn phòng này của tôi, bởi vì cái nhà tôi khá là chán rồi. Nhà tôi thì nó có một cô vợ và hai đứa con, một đứa con gái và một đứa con trai. Một đứa con trai thì suốt ngày nghiện game, kia là một cô vợ tôi. À không, kia không phải vợ tôi mà kia là một cô hầu hầu gái thôi. Nhưng mà trong nhà tôi coi cô hầu gái này giống như một cô vợ thứ hai của tôi vậy. Rồi, ok. Tôi đã chơi chán trong cái căn nhà này rồi. Sống ở trong cái khu biệt thự này cảm giác rất là chán mà tôi đi ra ngoài các bạn nhé. Các bạn nhìn, có thể nhìn phía trước đây là con siêu xe của tôi. Thực ra thì nếu mà nó là siêu xe thì cũng không hẳn, nhưng mà nó cũng là con siêu xe khá là xịn. Ok, bây giờ tôi sẽ không đề cập nhiều con siêu xe của tôi nữa. Bây giờ tôi sẽ chạy ra phía bên ngoài cho bạn xem. Hôm nay tôi muốn chỉ cho các bạn thấy một cái điều rất là thú vị. Tôi mới phát hiện là, bạn nhìn ở phía trước tôi không? Một cái cây cổ thụ, một cái cây đa rất là to. Đấy, bình thường ấy thì là cái cây đa này có rất nhiều người tập thể dục hoặc là tập yoga, tập thể hình, tập đại loại là những người thích một sức khỏe gọi là bền, còn một sức khỏe cường trán mạnh khỏe thì ra đây để hít thở không khí, đó chính là hít cái tinh túy của cái cây đa này các bạn ạ. Cái cây cổ thụ này tôi đoán nó phải được khoảng độ 1000 năm rồi. Nó đóng chốt ở đây mà các bạn thấy không, cái vỉa hè ấy rất là nhỏ luôn, cái đường đi nó khá nhỏ, đáng nhẽ là cái cây đa này bị hạ thủ xuống để tạo một cái đường đi thông thoáng hơn các bạn thấy. Nhưng mà không các bạn ạ, rất nhiều những cái cỗ máy, những cái máy móc rất hiện đại của rất là nhiều các cái phương Tây, người ta đến người ta chặt cây đa này nhưng mà không thể các bạn nhé. Một là chiếc ví dụ tôi có thể nói cho bạn nghe một điều rất là bí ẩn này, khi mà một con cẩu đến nó định chặt hạ đốn cái cây đa này ấy, thì lập tức con cẩu đấy bị gãy làm đôi, hoặc là một con xe khác chỉ cần đến mà có ý định hốt cái cây đa này đi là nó sẽ tự động hỏng xe và lổ xe. Có lẽ cái đa này có một điểm gì đấy rất là linh tính ở đây, rất là ám khí, âm khí rất là huyền bí ở đây các bạn. Mỗi lần tôi đi qua cây đa này tôi cảm giác nó rung hết cả người luôn. Tôi cảm nhận là cây đa này đang có chứa một con quỷ hoặc là một con quái vật nào đó đang sinh sống trong cái gốc cây đa này các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy cây đa nhìn nó kinh không? Đây là các bạn đang theo dõi buổi sáng thôi, nhưng mà nếu mà các bạn theo dõi buổi tối ấy, tôi nghĩ là các bạn đái ra quần luôn. Ok, nhìn nó rất là ma mị luôn. Tôi sẽ đứng đây nhé các bạn nhé. Tôi càng tiến gần thì cái âm khí toát ra càng mạnh. Các bạn có nhìn thấy màu xanh ở trên cây không? Đây không hẳn là rêu đâu các bạn ạ. Các bạn tưởng đây là rêu á? Không phải đâu. Tôi nghĩ đây là một cái loại âm khí gì đấy nó đang ẩn mình ở trong gốc cây đa này. Tôi sẽ đi vòng quanh. Ok, và bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn, tôi sẽ làm một cái bài phép thuật, hay gọi cách khác người ta gọi là đọc một câu thần chú, và tôi sẽ phải thực hiện cái câu thần chú đó. Đương nhiên là tôi sẽ chỉ nói thầm thôi các bạn nhé. Và câu thần chú này phải đi quanh gốc cây 3 vòng như tôi đã làm, được 1 vòng các bạn nhé. Ok, tiếp vòng thứ hai này. Rồi về đến vòng thứ ba nhé. Và khi tôi đếm đúng đến 3 vòng ấy, tôi sẽ đứng lại ở vị trí này, vị trí có cái màu xanh như này. Tôi không biết đây là gì nhưng chắc chắn đây không phải rêu, nó là một cái loại âm khí rất là nguy hiểm, rất là mạnh luôn. Những ai đứng ở đây cảm giác cái năng lượng nó ùa về rất là mạnh, nhưng mà thực tế cái mạnh đấy nó khiến cho con người chúng ta làm những việc cực kỳ xấu luôn. Không ai đứng ở dưới cái gốc cây này mà biến thành người tốt cả, đều thành người xấu. Ok, bây giờ tôi sẽ đọc một câu thần chú nhé. Cúm ba la bi bát minh hồng, ba la bi bát minh hồng, xe la thiên la ca la ta ba la nes ca la nem la ba u ba ba la bi 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 si bi 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 si bi 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 wa sa la ba la ta bi 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 je 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 je. Ok các bạn, như vậy là tôi đã chính thức là tôi biến thành một con quỷ rồi các bạn ạ. Tôi không còn là tôi nữa các bạn, có thể thấy không? Phía sau tôi đang là một con phi thuyền. Đúng như tôi dự đoán các bạn ơi. Các bạn nhìn cái bộ áo giáp của tôi chưa? Cái màu, tôi không nói sai, cái màu áo giáp của tôi ở bên vệ vai này, các bạn nhìn cái bên vệ vai, vệ sườn tôi chưa? Hoặc là cái bắp đùi tôi, đây này, nó đúng y hệt cái màu xanh giống như cái cây cổ thụ này luôn. Chính tỏ đây là một con quỷ đã ẩn mình trong cái cây đa này suốt từ 1000 năm nay, và bây giờ tôi là người đã khám phá ra nó. Bảo sao từ bé lớn tôi đã, mỗi lần tôi đi qua đây tôi cảm nhận thấy một cái ám khí, một cái gì đó rất linh tính ở đây, một cái năng lượng cực kỳ mạnh. Nhưng cái năng lượng đấy là năng lượng xấu.
không biết được rằng là hôm nay tôi có biến trở thành người xấu hay không, nhưng mà hiện tại tâm lý của tôi đang bị sao nhãng bạn. Tôi đang muốn làm người xấu rồi các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ cố rồi tôi lên cái phi thuyền kia. Ok, như vậy là người dân đã báo cảnh sát rồi các bạn ơi. Cây đa này đúng như tôi dự đoán, nó đã tạo ra một con quỷ. Con quỷ này sẽ làm gì cái thành phố ở đây? Ok, bây giờ tôi sẽ lên cái con phi thuyền này. Tôi ấn gì để tôi gọi nó ra bây giờ? Hình như con phi thuyền này nó không muốn tiếp cận với tôi. Ui, no, lên tôi. Tôi không thể lên được con phi thuyền. À đây rồi. Ok, như vậy là tôi đã biến thành con quỷ các bạn ạ. Một con quỷ. Đây, tôi gọi là quỷ cây các bạn ơi. Tôi không xác định phương hướng nhà tôi đang ở đâu rồi. Tôi mất bản năng của con người rồi các bạn ạ. Tôi trở thành điên loạn rồi. Đây chính là cái gốc cây đa này đã sinh ra con quỷ. Các bạn thấy chưa? Màu xanh. Tôi nói rồi, không phải là cái rêu bình thường đâu. Đây chính là một con quỷ đấy. Wow. Bây giờ tôi sẽ thử tấn công con xe này xem nào. Tấn công làm sao ta? Ui, chết. Tôi đã thử một cái loại đạn khác. Ôi rồi, chết rồi các bạn ơi. Tôi có thể tấn công bất cứ một cái thứ gì gây ra cản đường tôi. Tôi sẽ đâm ô tô này. Cái ô tô đỏ cũng bị đâm một cách rất đơn giản luôn. Tốc độ phóng của tôi rất là nhanh. Nó có thể làm cái tốc độ nó vượt qua cả âm thanh vậy. Đây này. Và cảnh sát đang tiến đến chỗ tôi các bạn ơi. Ok. Tôi bây giờ không thể trở thành người tốt được nữa rồi. Thành người xấu thôi. Có lẽ tôi phải tìm kiếm một cái thứ gì đó trên trời để tôi bắn. Tôi đang rất ngứa tay này. Tôi sẽ bắn tạm vào cái ngôi nhà phía trước của tôi nhé. Wow. Có lẽ là mình sẽ đi hủy diệt thế giới thôi. Đây rồi. Kia chính là mục tiêu của tôi các bạn ạ. Đây là con yêu quái ở trên trời. Con này là con yêu quái và tôi sẽ hạ thủ nó. Ok, tôi sẽ tiếp cận để tôi xem xét tình hình như nào. Sau đó tôi lấy độ cao. Tôi sẽ bắn nó các bạn ạ. Mày chết. Ok, như vậy tôi đã tiêu diệt xong cái quân chủ lực ở trên trời rồi. Như vậy tôi đã chặn đứng lên cái đường tiếp viện của cảnh sát. Bây giờ tôi sẽ phải chui xuống cái căn hầm này để xem là con máy bay của tôi có cơ động hay không. Rất cơ động luôn. Tốc độ phóng cực kỳ nhanh. Ui, cái gì đó đang bay lên kìa. Cái này như để tôi làm thêm năng lượng hay sao ấy. Tôi sẽ chuyển sang một chế độ khác. Xẹt đi. Ừ. Tôi đang thả bom lửa. Bom la ban. Bạn nào có thể để ý, ở bên Mỹ USA ấy, nó có một công nghệ bom, nó chính là bom la ban. Nó có thể bắn ra rất là nhiều, tạo ra một chảo lửa luôn. Tôi đã thiêu sống tất cả những đối tượng nào đang cản đường tôi. Bọn họ đang định cố giết tôi nhưng mà rất tiếc tôi quá mạnh đi. Ok, bây giờ tôi sẽ đâm thử cái xe cảnh sát. Ok, như vậy ok, xe cảnh sát đối với tôi là quá đơn giản luôn. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một cái chiêu mới của tôi sẽ xuống các phi thuyền này. Và sao các phi thuyền sẽ tự động tiêu diệt tất cả những đối tượng nào mà đang bị cản đường tôi, đang bị tiêu diệt tôi. Các bạn thể đấy. Đây là một yêu quái của tôi các bạn ạ. Một trợ thủ rất là đắc lực. Nó sẽ tự động nó tiêu diệt tất cả những cái đối thủ nào mà có ý định tấn công tôi. Hiện tại tôi đang bị 4 sao. Có lẽ là quân đội đang sắp tới rồi. Sắp triển khai quân đội các bạn ạ. 4 sao này thì sẽ đặc nhiệm. Nhưng mà nếu mà tôi lên 5 sao thì quân đội sẽ tới. Nó sẽ khó khăn hơn cho tôi. Nhưng mà không các bạn ơi. Các bạn thấy không? Con phi thuyền tự động tiêu diệt tất cả những cái đối tượng. Kể các bạn trên không nữa, dưới đất, mặt đất luôn. Đất đối không mà không đối đất. Như vậy hôm nay tôi đã cho bạn thấy là tôi đã khám phá ra một con quỷ. Bấy lâu nay tôi sống ở cái thành phố này và bây giờ tôi biết chúng tôi không uổng mà. Chết rồi các bạn. Con phi thuyền của tôi có lẽ là bất cả chiến bại rồi, tất cả mọi thứ luôn. Nó còn cắt được cả người lên không trung, nó thả xuống cơ. Ui trời ơi,
nó đang chơi bom napalm kìa. Ui rồi nó giã bên kia thì cảnh sát nào chịu cho nổi. Kiểu này tôi sẽ phá hủy toàn bộ thế giới này rồi. Tôi sẽ cười lên con phi thuyền này nhé. Xuống nào để cho anh lên. Trời ơi, con này nó không nghe lời tôi rồi bạn ơi. Con quỷ trong người của tôi nó không nghe lời tôi rồi. Tôi không thể điều khiển được nó nữa. Bây giờ tôi trở thành một người bị truy lá cắt gao rồi các bạn ạ. Nó đập hết rồi các bạn ơi, không còn một cái gì ở trên cái khu phố này nữa rồi, nát hết cả các xe. Tôi không muốn giết người nữa các bạn ơi, tôi không muốn tiêu diệt loài người nữa, tôi muốn... Thôi xong rồi các bạn ạ. Ok các bạn. Như vậy là... Con quỷ nó đã đi ra khỏi người tôi rồi. Tôi không thể nào điều khiển được nó nữa các bạn ạ. Nhưng mà rất may là nó đã phóng ra khỏi con người của tôi. Hình như đã có một cái thầy chùa nào đó đã cứu tôi thì phải. Vừa nãy tôi nhìn thấy có ai đó đọc một câu thánh gì đấy hay sao, không biết là câu thánh hay là câu thần gì hay là một câu niệm chú gì, nhưng khiến tôi trở về một con người cũ rồi. Tôi lại trở về một con người thân thiện với mọi người các bạn ạ. Đây, tôi sẽ thử ra nói chuyện với một vài người như này. Tôi nghĩ là họ đã biết tôi là người tốt. Tôi không còn đi giết người nữa. Hello các bạn. Vừa đấy tôi vừa mới nhập thần vào một con quỷ rất là kinh luôn. Con quỷ này nó là một con quỷ màu xanh. Nó có thể tiêu diệt cả cái thành phố này nếu như các bạn... Các bạn hiểu không? Hình như các bạn chả hiểu gì sao? Hình như không ai muốn nói chuyện với tôi hay sao các bạn? Rõ ràng tôi đang cố tình đứng rất là gần nhưng mà không ai nói chuyện với tôi. Các bạn ơi, để cho tôi xin điếu thuốc và hút để cho bình tĩnh lại được. Với tôi đang gặp một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm luôn. Tôi đã hóa thành một con quỷ và tôi đã không thể kiềm chế được bản năng của nó. Nó đi, nó giết người, rồi nó đi, nó đập phá thành phố này. Ô, chết rồi. Như vậy là năng lượng con quỷ đấy vẫn ám ảnh trong người tôi các bạn ạ. Khiến cho mọi người gặp tôi cảm thấy rất là ghét. Chỉ còn đúng ông này đứng lại thôi. Tôi sẽ cố gắng để tôi bắt chuyện với ông này. Chào ông nha. Như ông này có vẻ vẫn đang ghét tôi phải. Ok các bạn ơi, như vậy là tất cả mọi người đã xa lánh tôi các bạn ạ. Từ một người lương thiện, cuối cùng tôi trở thành một con tội đồ, bị cảnh sát truy lã. Nhưng có lẽ là cuộc đời tôi cũng khá gặp may. Các bạn để ý khi mà tôi định lên con phi thuyền lại một lần nữa thì tôi không thể lên được nữa các bạn ạ. Con phi thuyền đó nó không nghe lời tôi rồi, nó đã tiêu diệt cả thành phố này. Tôi không biết là cái khu vực nó tiêu diệt nó đang ở đâu nữa các bạn ạ. Có phải tôi đang mơ phải không? Hay tôi đang mơ nhỉ?